đồ 50 triệu cho VinFast VF3 thì có gì? Ôi đổi content đi, cái này cũ lắm rồi, anh xem chán lắm rồi. Gói độ 50 triệu cho VinFast VF3, check. Check, check, check. Cũ kỹ, không có tư duy đổi mới gì cả, sáng tạo lên. Thế anh đi mà làm tất đi, em không làm nữa đâu. Ôi, thấy tư vấn cho xe VF3 đi, xem những món độ nào là cần thiết. Vâng. Về phần ánh sáng thì độ thêm một đôi Vision X8 vào đây, siêu sáng luôn. Đây, một đôi bi gầm Vision V7 3 chế độ màu luôn. Đấy, độ thêm cảm biến, 4 mắt cảm biến va chạm phía trước này. Ôm mâm cũng có rất nhiều kiểu và rất nhiều loại, nhiều màu sắc luôn. Đặc biệt nhá, thiết kế rất thông minh này, có hốc van ở đây. Đấy, giúp cho anh em bơm lốp rất là dễ dàng luôn. Chắc chắn rồi, không thể thiếu một bộ camera lùi. Đã có ô chờ sẵn rồi, anh em chỉ cần cắm jack vào là xong, rất nhanh chóng. Đấy, có cả vạch đánh lái luôn à. Đây đây, cho anh em xem cái này này. Cửa hít á. Không phải đâu, đây này, đây mới là siêu phẩm. Wow, bộ ghế da na ba màu nâu da bò này. Ôi, sang xịn mịn sờ mát lịm luôn anh em ạ. Nhà toàn bộ là được chỉnh bằng điện hết, thay cơ bằng điện hết đấy. Nhẹ nhàng, lịch sự, tinh tế đấy, như này. Xong anh em vào hàng ghế sau nó cũng dễ. Cứ thế là trèo lên thôi. Ở hàng ghế sau mình cũng bọc toàn bộ bằng da Napa nha. Bọc vô lăng cũng là bằng da luôn, như này cầm rất là đầm và chắc tay. À đây 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 đây, đây nữa, cả ở bên cửa nữa này. Đấy. Và anh em có, mình thấy anh em có hay trêu là bộ loa của VF3 nghe chỉ là chống điếc thôi. Nên là ở đây em Dung đã lên một quả xúc ở dưới gầm ghế. Đây này, đây anh em. Của đi bách nó vừa khít ở dưới này luôn. Đấy, rất là ok. Trên này nha là có hai quả loa kép cũng của Reebok luôn. Nghe nhạc thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Đây đây đây, bộ thảm sàn này, trải sàn của Lavo đấy. Form vừa khít luôn, các CNC nha mọi người. Màu nâu này rất là sạch sẽ này, rất dễ vệ sinh này. Nhìn nó cũng sang, xịn mịn chiếc xe hơn rất nhiều. Vừa rồi là gói độ xương xương 50 củ dành cho VinFast VF3. Anh em nào mà nhận VF3 nhá, qua Trung Âu Thu ủng hộ em gái mình nhá. Ok luôn.